Thông báo nhanh số 130 của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bà Rịa Vũng Tàu, bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 29 tháng 8 đến 18 giờ ngày 30 tháng 8, ghi nhận 35 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 10 ca, trong đó 6 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa. Trong đó, 3 ca tại phường Tháng Nhì, 1 ca tại phường Nguyễn An Ninh, 1 ca tại phường 8, 1 ca tại phường 10, 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca tại phường 5, 1 ca tại phường 8, 1 ca tại phường 11, 1 ca tại phường Nguyễn An Ninh. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 3 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Nông Toàn. Quyện Đông Điền ghi nhận 16 ca, trong đó 4 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung. Trong đó 3 ca tại trường Trung học cơ sở Long Hải, Phước Tỉnh, 1 ca tại trường Tiểu học Chu Giang An. 12 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải, Quyền Xuyên Mộc ghi nhận 3 ca trong khu cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở Bảo Lâm. Thị xã Phước Mỹ ghi nhận 3 ca, trong đó 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại trung đoàn Bộ Binh 201, 2 ca ghi nhận trong cộng đồng, trong đó 1 ca tại chốt kiểm dịch quốc lộ 51, 1 ca tại phường Mỹ Xuân. Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.323 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 147 ca, cộng dùng 2.682 ca tính từ ngày 28 tháng 6. Tỷ lệ khỏi bệnh 72,74%. Đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 2.322 trường hợp, tăng mới vào 82, giảm hoàn thành cách ly 161. Việc chỉ đạo triển khai áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc chỉ thị 16 cứng rắn dứt khoát và triệt để trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều ca lây nhiễm cộng đồng không rõ nguồn lây. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng truy vết, tiến hành khoanh dùng, thu thập và sàng lọc thông tin, xác định ngay đối tượng tiếp xúc có liên quan, tăng cường xét nghiệm đối với người lao động trong khu vực cảng biển, siết chặt quản lý người đi từ dùng dịch về tỉnh, tăng cường giám sát người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân chung sức đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, triển khai công tác phòng chống dịch của tỉnh đồng thời chấp hành quy định giãn cách nghiêm ngặt hơn tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác tiếp tục thực hiện chặt ngoài chặt trong để giảm số ca mắc trong cộng đồng hướng đến trong thời gian ngắn nhất không còn ca mắc trong cộng đồng với tinh thần như sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết tăng cường các giải pháp bảo vệ giữ vững dùng xanh dùng an toàn kiểm soát thu hẹp triệt tiêu dùng đỏ sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường đề nghị người dân hợp tác tốt việc tham gia xét nghiệm sàng lọc nếu được chỉ định trong quá trình tham gia xét nghiệm, cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, không tin theo các tin đồn, thông tin không chính thống gây hoang mang, lo lắng, không đáng có. Đề nghị các cấp ngành địa phương xuống từng tổ dân cư kiểm tra, nắm bắt cụ thể cuộc sống của người dân để lập danh sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Ra soát tổng hợp số liệu chính xác các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 79 ngày 5 tháng 8 năm 2021 và nghị quyết số 80 ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để chuẩn bị đủ nguồn lực hỗ trợ người dân. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo chính quyền cấp xã tăng cường kiểm soát, nắm chắc địa bàn dân cư, siết chặt quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng. Đặc biệt lưu ý các trường hợp có liên quan tới dụng dịch, tuyệt đối không để bị động. Đề nghị người dân trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19 cố gắng bảo vệ củng cố vững chắc các dụng an toàn dùng xanh không để phát sinh và lây lan ổ dịch mới